Có một khán giả tên là Nguyễn Hưng muốn hỏi là anh vừa đi tiêm vaccine nhưng có F0 đứng trước anh cách cỡ 2-3 người và mọi người đều đeo khẩu trang khử khuẩn thì anh có nguy cơ bị nhiễm bệnh hay không ạ? Nguy cơ đó là thấp. Nguy cơ đó là thấp lắm. Đặc biệt là mình mang khẩu trang đúng. Thứ hai là mình đừng có đi lợn tới lợn lui nhiều. Mình kiếm góc nào mình đứng cho nó trống vắng. Thứ ba là không uống nước của ai hết. Cái này thấy rồi. Đi ra ngoài người ta mời mình uống nước, cầm ly quất vô dính luôn. Hoặc là mình đi mình lâu quá được nhốt ở nhà, đi ra gặp bạn bè nhiều quá, tám bạc bạc hết, về nhà biết cái ông đó F0, về nhà mất ngủ thêm. Thành ra cái xác suất mà mình bị lây ở trong khu chích ngừa là có, nhưng đó là do mình không cẩn thận đó. Cho nên nếu mình đứng cách xa, mình mang khẩu trang mà mình không có tiếp xúc trực tiếp với người ta và mình thường xuyên rửa tay thì nó an toàn. Dạ vâng. Nhưng mà thưa bác sĩ, các trường hợp F1 đang trong giai đoạn tự cách ly mà có kết quả test nhanh âm tính thì khi có giấy mời đi tiêm vaccine thì họ có nên đi hay không ạ? Nếu mình F1 mình âm thì mình chích ngừa bình thường chứ. Tại vì cái khả năng mà mình mắc bệnh là thấp thì mình đi chích ngừa. Còn bây giờ mình test dương thì mình không có chích. Dạ vâng. Có một khán giả muốn hỏi bác sĩ về tình trạng của anh như sau. Anh tiêm vaccine mũi 1 được 1 tháng rồi, tuần đầu tiên thì bình thường không có gì hết, nhưng mà từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 4 thì bị buốt ngực, hay thấy rợn rợn ở ngực. Tập thể dục 1 tiếng là đạp xe với đi bộ thì không có tình trạng tim đập nhanh và buốt nữa, nhưng mà sau khi hết tập vào hôm qua thì tình trạng là như cũ. Như vậy là anh có bị phản ứng sau tiêm hay không? Anh không có tiền sử bệnh tim và anh có tiêm tiếp mũi 2 hay không thưa bác sĩ? Thật ra thì cái vaccine mà tiền kháng nguyên á, tiền kháng nguyên có nghĩa là Astra hay là Moderna là Pfizer, nó rất là hấp dẫn ở chỗ là nó tạo ra kháng nguyên, có nghĩa là cái mà mình cần á, cái mà mình cần để chống được virus đó là chống được cái protein gai để nó chống được virus luôn. Thì cái vaccine này hay lắm, nó không giống mấy cái khác đâu, nó vô cơ thể mình xong nó tạo ra protein gai. Xong rồi mình thấy cái protein gai đó mình sản xuất ra kháng nguyên, tại nó tạo ra một mức độ nhất định protein gai thôi chứ nó không có tạo hoài. Còn khi mình nhiễm protein, mình nhiễm virus nó cứ tạo hoài, tạo cái nào mà mình thắng được nó thôi. Còn cái này nó tạo ra một mớ protein gai, sau đó rồi mình chống cái protein gai đó, mình mới tạo ra kháng thể. Cho nên có những cái triệu chứng sau chích ngừa nó rất là giống với lại cái nhiễm của virus, tại vì nó cũng là protein gai thôi. Cho nên những cái tình huống này đó mình lo lắng quá đó, thì mình cứ xét nghiệm. Còn mình xét nghiệm âm rồi á thì mình không có lo gì hết. Tại vì cái chuyện mà tức hay là cái chuyện mà choáng hay là cái gì đó thì có những người người mà nhạy á, người ta tạo ra miễn dịch nhiều quá đó thì nó có thể kéo dài. Nhưng cũng có cái cách là mình chính xác là phải đo PO2, chính xác mình đếm mạch của mình có nhanh hay không. Nếu mạch của mình nhanh thì bữa trước mà chúng ta đã bàn cái clip đó rồi, cứ ấn nhãn cầu và tập thở, và đừng suy nghĩ về nó nhiều nha, đừng suy nghĩ về nó nhiều. Tại vì hiện nay cái tình trạng stress của người mà sau chích ngừa đó, như là người mà sau mắc bệnh, cái người mà đang sống trong cái vùng dịch đó, nó rất là nhiều vấn đề mà không phải đơn giản là cái người tâm lý gia mà hiểu được đâu, nhiều vấn đề lắm, nên ta phải xem lại. Khán giả Vũ Cường qua YouTube có hỏi là 17 tháng 8 em đi tiêm, 18 tháng 8 em rất đau ở vùng cơ cuộc sống, em liên hệ sở y tế thì họ bảo không sao, em có mua thuốc về uống nhưng đến nay không hết, rất đau. Khán giả Phụng Bảo qua YouTube thì nói là em tiêm vaccine AstraZeneca 26 ngày rồi, từ khi em tiêm đến giờ thì người em thường trong trạng thái là mệt mỏi và choáng. Sáng hôm qua em xuất hiện vết bầm nơi vị trí tiêm, vết bầm không theo mảng tròn và theo từng đường. Thì các khán giả này cũng rất là muốn bác sĩ cho lời khuyên thêm về các trường hợp của mình ạ. Thông thường khi mà sau khi mình chích ngừa đó, đặc biệt là trong 4 tuần đầu, tất cả cái gì mình cũng muốn gán ghép chích ngừa hết. Thông thường là vậy. Bình thường mỗi khi mình đau lưng thì bây giờ mình không nói, mình không nói. Bình thường mình làm gì mình đau lưng mình không bao giờ nói đó, nhưng mà bây giờ mình làm gì đó mình đau lưng mình nói này chắc vaccine này nó còn tồn tại cái gì trong đây nó làm cho mình đau lưng. Thế nên mình phải xác định lại là mình có làm cái gì để mình đau lưng hay không. Thứ hai là mình cũng có thể ván gì đó mình cũng phải làm như vậy, và những cái vết bầm như vậy mình cũng làm như vậy. Nhưng nếu mình lo lắng quá thì nó có hai cái việc phải làm. Thứ nhất, mình đi xét nghiệm máu. Đi xét nghiệm máu thì trong đó những cái xét những cái gì mà nó làm ảnh hưởng tới người ta mà sau khi chích ngừa đó, là nó chỉ có hai cái chỉ số là tiểu cầu và cái chỉ số D-dimer. Mình đi xét nghiệm máu xong mình thấy cái đó xong ha, về quên đi, về quên đi. Tại vì hai cái đó mà nó không có gì hết á thì nó là bình thường, đừng có gán ghép cho chủng ngừa nữa. Là cái đó là mình nên làm như vậy để cho mình yên tâm đi. Hiện nay thì có những cái chỉ số đó, những cái phòng xét nghiệm nó làm được hết, và thậm chí là mời người ta tới nhà ta làm luôn để cho mình đừng có suy nghĩ nhiều về không biết cái này cái gì ở đây đây. Tại vì muốn có cái gì nó phải có hai cái chỉ số đó thay đổi, thế thôi. Còn những cái vết bầm mà không theo mảng hình tròn như trước đó bác sĩ Khanh có nói, mà nó xuất hiện theo kiểu từng đường dài như của khán giả Phụng Bảo có nói, thì nó có khác biệt hay là có nguy hiểm gì hay không thưa bác sĩ? Tất cả những cái vùng bầm nào đó nó cũng là một cái tác dụng mà không mong muốn thông thường thôi. Và muốn yên tâm như chúng tôi nói là phải xét nghiệm D-dimer và tiểu cầu, thế thôi. Tại vì mình không xét nghiệm mình không trả lời được câu hỏi gì đó, vậy mình lo quá bởi vì bây giờ chúng ta hay sợ là hai cái mà người ta hay bàn tôi cũng không thích bàn nhiều, là tại vì nó cũng hơi vớ vẩn. Cái gì mà máu đông gì đó, rồi cái gì mà cơ tim gì đó, thì hai cái đó nó không phải đơn giản gì đâu. Nó không đơn giản vài cái bầm bầm và cái tích tích choáng choáng đâu, nó kinh khủng lắm. Nhưng mà cái tỷ lệ đó hiện nay người ta thấy nó không còn là vấn đề nữa, tại vì nó phát hiện sớm và càng ngày càng thấy nó ít hơn, thành ra không có bàn gì, đừng lo lắm. Nếu cần thì mình cứ xét nghiệm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.